ghi dấu ấn ở lĩnh vực cơ khí tự động hóa và đạt giải nhì đó là công trình nghiên cứu lắp đặt pháo 105mm súng PKMS lên xe M548 của nhóm tác giả đến từ Cục Kỹ thuật Quân khu 9. Là tổ hợp có ưu thế về tính cơ động cao, phát huy được hỏa lực, thời gian chuyển trạng thái chiến đấu nhanh, tiêu diệt mục tiêu hiệu quả, tổ hợp xe pháo M548 105mm là một đề tài có tính sáng tạo cao, có thể phục vụ cho kíp chiến đấu 6 người, tăng tính cơ động trong điều kiện tác chiến vùng biển đảo, đồng bằng, nhiều sông rạch của quân khu 9. Cái cũng là sáng tạo của các cán bộ kỹ thuật trong quân khu đã tận dụng được những cái trang thiết bị có sẵn hiện tại của quân đội vẫn được sử dụng và phát huy nâng cao cái năng lực cũng như là nâng cao cái uy lực của vũ khí. Những cái vũ khí mà lắp đặt trên xe thì cũng đã phát huy được tác dụng như là tăng tính cơ động. Pháo 105mm khi được lắp trên khung gầm xe xích M548 sẽ giúp tăng tính cơ động cho kíp chiến đấu. Đồng thời, việc sử dụng xe xích khi tác chiến cũng sẽ không phải sử dụng kích hoặc càng để tạo độ ổn định cho pháo. Bằng việc làm chủ quá trình cải tiến, lắp đặt và tận dụng vũ khí trang bị để khai thác tối đa các tính năng kỹ chiến thuật, nhóm tác giả cũng đã xây dựng được thành công bảng hiệu chỉnh sửa góc bắn khi xe nghiêng, nâng cao tính chính xác và thuận tiện trong chiến đấu. Thì trong thời gian tới, tiếp tục phát huy cái thành tích đã làm được thì tư lệnh sẽ là giao tiếp cho Cục Kỹ thuật tiếp tục nhân rộng lắp pháo 105 lên xe cho cái số xe còn lại của quân khu.